Trời khó lắm, bây giờ thứ nhất là bên đây đâu có ai chịu đi tu. Bên này thứ nhất khó cái thứ này thì rồi nếu mà còn trẻ đó thì phải giấy tờ đó, khó khăn lắm chứ chính phủ đâu có cho mà nhận nhỏ vô đây rồi họ cho là mình không biết cách dạy dỗ đó. Rồi còn người lớn đó thì đa phần là lớn tuổi đi tu thì nửa đời hương khoáng cũng trần ai nữa. Cái tôi mà khi mà lớn tuổi rồi đi tu cái bản ngã nó khó bỏ lắm. Thà đi tu thì như Việt Nam thì tu từ nhỏ, chúng tôi hồi nhỏ được dạy dỗ. Còn bây giờ thì bây giờ với thầy sau năm 95 đi tu thì lại nó khác nữa rồi. Nó đủ nó nhiều cái thời kỳ lắm. Ví dụ như thầy nào đi tu trước năm 90 thì lại cái tư tưởng nó khác. Rồi những cái người không phải là đó là tu thiệt, nhưng mà những năm đó người ta đi tu không có gì cái gì gì khác. Nhưng mà không có gì cái vật chất nhiều. Còn bây giờ là hầu như vật chất là trên hết. Con thấy là vậy đó. Khi đi qua đây thứ nhất là khi tôi nghĩ rồi á, mình có lúc cũng buồn. Nhưng mà buồn đó là mình buồn cho cái thời thế, cái Phật Pháp nó giống như nó mai một theo cái thời gian của những con người làm ra. Hiển nhiên Đức Phật vì chúng sanh mà gây dựng cái đạo Pháp. Nhưng mà rồi cũng vì đó, rồi sau này cũng chính chúng sanh này làm cho đạo Pháp nó lu mờ vậy đó. Nên vì hồi xưa người ta khổ, nhưng mà cái thời khổ đó, cái đạo đức nó còn. Còn ngày nay càng khổ, họ càng phóng theo để họ làm sao giải quyết cái khổ đó, nhưng mà họ không nghĩ tới đạo đức. Họ chỉ nghĩ tức thời cái hiện tại làm sao mà tranh đấu, giết giành giật, mưu đoạt cái được cái lợi cho họ thôi, chứ họ không nghĩ tới cái hậu quả. Nhiều người là họ quan niệm thôi sẽ biết hiện tại còn tương lai á, đi gì đâu không thành vấn đề. Nhưng mà đối với con nghe thầy biết sao con thích á, là sống ở trong chỗ nào nó yên tĩnh, đừng có ồn ào. Con thích ở như vậy. Mấy đứa nhỏ thì nó lại không cho. Má ví dụ như má mạnh giỏi như người ta thì má muốn sống thì sao cũng được. Như đằng này má là trong người má có bệnh, tụi con không có thể nào để cho má đi sống một mình trong một. Rồi quý vị là chị em nha, là sao? Lớn ta con nhỏ này út nè. Là ba chị em ruột luôn á, hàng khuôn mặt. Ruột hỏi tất cả là mấy chị em? Bốn gái, ba trai. Rồi quê ở đâu, quê gốc hồi ở Việt Nam là ở Sài Gòn, ở quận mấy? Sài Gòn luôn á, ở quận Nhất. Ở quận Nhất hay chợ Sài Gòn, cái Bến Thành đó. À dạ. Còn thầy hồi đó Việt Nam thầy đâu? Dạ quê tôi miền Tây. Miền Tây. Nhưng mà có 12 năm tôi sống ở Sài Gòn. À dạ. Miền Tây là khỏi nói rồi. Rồi các chị qua bên này được lâu chưa? Con qua là năm 90. 90. Dạ. Con chỉ năm đó giới, năm đó tôi cạo tóc. Lúc đó thầy mới xuất gia. Dạ. Vậy chứ bây giờ cũng mấy chục năm rồi còn gì nữa. 90. Dạ. Cái này là bà chị cách như 3 năm hay 4 năm sau thì. Nhưng mà vẫn giữ được cái truyền thống, cái cách ăn mặc, cái cách sống như người miền Nam Sài Gòn như là quý lắm à, không có xe. Chứ tuổi này nếu bên đây mà nếu qua lâu như vậy là xe xua, ăn mặc rồi đầm riếp rồi chứ. Dạ các bạn. Cái này không có rồi. Trời, nhiều khi đi ra đường nhà cũng la nó trời ơi, má mặc cái bộ đồ cho nó được chút ta đó, tao mặc như vậy ai thích tao không thích thôi. Vậy là về Việt Nam mà nói người nhà quê được đó. Ta có thể khó cho cái Việt kiều. Nhưng mà nói vậy thôi à, chứ hai về nó giải quyết là tại cái. Sao con còn nhớ cái hồi mà con qua Mỹ được 5 năm, con trở về Việt Nam. Vừa vô cái là người ta biết liền nè. Ta biết là nước ngoài về là tại vì mình nóng mình chịu không được. Nhà thấy sao mình mặc đồ sao mà còn là quần xà lỏn, quần sọt với lại áo ngắn tay. Trong khi trong bên đó người ta trùm lại luôn. Rồi cái gì là theo đạo Phật hết. Dạ Phật hết ạ. Rồi quý y với vị thầy nào? Con chưa. Con quen rồi. Con với em quê Yên. Dạ, có hai chị. Ở chùa nào? Chùa Tàu lắm, ở gần nhà. Ồ, dạ. Ở đây thì chưa, tại má cũng kêu quê Y, con nói thôi Hoàng lắm ơi. Tại vì mình biết mình chưa có dằn được cái tánh nóng á, là chưa dám quê Y. Tại con nói khi nào mà con dằn được cái tánh nóng rồi bắt đầu con mới quê Y. Ở nhà ba anh trai trường. Còn dạ. Má thì một tháng ăn cũng mười mấy ngày, con cũng ăn mười mấy ngày. Không, nhưng mà theo tôi quan niệm thì chưa quy cho nên chưa dằn được tính nóng, quy rồi dằn được đó. Nói vậy là mình biết được mình rồi đó. Dạ, hello. Mà mấy chị uống nước. Around there, okay, mommy in the temple, I call you back, okay. Okay, okay, bye. Quê nhà Bến Tre, nhưng mà hồi xưa mười mấy tuổi đi tu thì qua Trà Vinh, cho nên Trà Vinh Vĩnh Long thì rành hơn. Vĩnh Long thì con bên ba con, gia đình bên con đó thì bên nội đó là ở dưới Vĩnh Long, ở ngã tư Long Hồ đi nữa. Rồi thành ra bây giờ cái tôi qua đây cũng được 13 năm rồi. Chứ cũng hơi mới đâu, nhưng mà rồi qua rồi nó có một mình không có thân nhân, người ta nó cũng hơi thì cái gì cũng biết, cũng phải chịu lúc đầu, chịu bao nhiêu cái thử thách nè. Rồi khoảng 4 năm trở lại đây thì nó mới thảnh thơi được một chút, thì đó thì bắt đầu rồi cái nhà cửa vậy chứ cho nên của mình thì nó dễ hơn. Còn mà ăn nhà ở đậu thì nó lại thôi, nó bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà rồi nếu mà theo như Phật dạy thì có của khổ gì của nữa, có gì khổ gì cái đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà giờ bây giờ cái xứ này nó sẽ đòi hỏi ít nhất cũng phải có cái chỗ ở. Đúng rồi. Chứ còn giờ hoài nó thôi nó phiền quá. Nói chứ hồi đó Đức Thế Tôn tại sao mình cung kính Ngài, Ngài đi đâu Ngài có cái tấm mạ vải che than với cái bình bát nó xin ăn. Mình bây giờ tôi không có gì mà tôi đi đâu tôi dọn mấy xe tải. Chứ đừng nói chi mà ta nhiều của cả. Giống như thầy. Và khi mà cô nói vụ quy y á, thật ra thì quy nghĩa là mình quay về, mình trở về với cái tánh tốt của mình, tánh thanh tịnh của mình thôi. Thành ra bây giờ thí dụ các vị có cái tâm đạo rồi, có hiểu được cái lý đạo rồi thì có quy không quy thì cũng không sao. Nhưng mà rồi cô thấy được, cô còn nóng nảy, có nghĩa là cô đã tự biết mình rồi đó. Còn tệ lậu hơn đó là những người họ không thấy được họ. Họ nóng mà không biết họ nóng, họ sai không biết họ sai. Còn mình thấy được mình còn sai, còn dở, có nghĩa là mình còn cái phương pháp để cứu chữa đó. Dạ, tại má cũng nói, má nói thôi giờ mày cứ bệnh hoài thôi, mày thử mày quy y coi nó đỡ bệnh không. Nó toàn là má, tại tánh con còn hơi nóng, con chưa có dằn được cái tánh nóng của mình. Để khi nào con dằn được cái tánh nóng là lúc đó con sẽ quy y. Dạ. Nhưng mà con cái còn tụng kinh và tụng không, nó không có thuộc thầy ơi. Nó tụng hoài tụng không có thuộc, không hiểu tại sao nữa. Nói thì sẵn đây thì nhắc vô thường người ta không có hẹn, nó không có hẹn tuổi tác, cái tử sinh nó cũng không có hẹn. Thì thôi thì nếu sau này có cơ hội gặp thầy nào mà mình cảm thấy mình vừa ý thì mình cứ xin thầy đó chứng minh cho mình là con là chính thức là đệ tử của Phật môn thì thôi, thì cũng không phải gì. Bởi vì cái vô thường nó không có hẹn, ý thầy nhắc gì đó. Cho nên đó là mạc đại lão lai phương làm niệm Phật, cô phần đã thị thiếu niên nhân, nghĩa là mồ quan ngoài đồng á, phần nhiều là người trẻ tuổi đó. Chừng thấy vậy rồi thì mình chừng đừng có chờ đợi lúc nào tốt hết á, có khi già không kịp, nên ra cái chuyện quy sớm hay muộn nó không thành vấn đề. Nhưng mà quan trọng bây giờ lúc sống này các vị giữ cho cái tâm mình nó được tốt. Được như giờ tình chị em về là quý rồi đó. Chứ còn nếu mà không khéo đâu bao giờ mấy chị em cả gia đình mà đi như vậy, đi đâu có chị các em vậy là cũng là một cái điều quý rồi. Nói với cuộc đời sống nay chết mai, mà mấy mươi năm từ một người mẹ, người cha sinh ra mà bây giờ còn giữ được cái tình thế này quý lắm. Bao nhiêu gia đình tan nát cũng vì đồng tiền, mảnh ruộng, mảnh vườn, cái nhà. Bây giờ mình nhớ là cũng là tất cả đó đều là hư vô hết, hư không, hư vọng hết rồi. Thấy không? Thành ra giống như cái người xưa nói, cái chỗ mình ngồi hôm nay là cái chỗ của người xưa đã từng ngồi. Rồi mình cũng phải ra đi cho người khác ngồi. Thế gian này cũng vậy, rồi mình sống đây rồi một ngày nào đó mình cũng phải nhường lại cho người khác sống chứ. Đâu có sống hoài nữa. Mà cô thấy càng sống hoài càng khổ á nha. Cho nên cái gì cái tôi nghĩ vừa thôi, thí dụ 70-80 tuổi, ông bà tổ phụ xương cho mình sống như đó là mình mừng rồi. Chứ mà sống cả 100 tuổi thấy khổ quá. Còn mấy đứa nhỏ nó hỏi má vậy sao hồi má bớt rồi má làm sao cái đó. Mày không cần mua cái hòm mà tốt đâu, một cái thùng giấy mày bỏ cái vô cũng được, mà đem đi thiêu mày dục cũng đâu rồi. Yeah. Cái đó chọn bá gì là ghê vậy, tao đã mày làm vậy đi, nhưng mà không được khóc. Vì hòm nào cũng là thiêu chứ đâu có. Bỏ thùng giấy thì cũng là hòm. Tại mình chết rồi mình đâu. Dạ, thì quan trọng lúc sống thì con cái yêu thương, cô dạy nó thiêu vậy đó, tụi con sống hòa thuận với nhau. Ủa rồi mấy chị em ở chung nhà không? Gần nhau không? Cái này ở chung nhà nhưng mà con thì ở gần. Rồi cô được mấy người cháu con? Dạ con có 4 đứa. Cô này độc thân. Dạ. Lớn với độc thân, em Út cũng độc thân. Dạ chỉ có 2 đứa giữa là có gia đình. Phải lo ba má năm nay 90 tuổi rồi. Dạ rồi bây giờ được nghỉ hưu chưa? Chưa, còn đi làm. Dạ. Không mà nhà còn đi làm khỏe lắm. Dạ hưu chắc nó cũng buồn. Đi làm có sướng hơn là ở nhà. Ở nhà con cát thì tình. Nhưng mà nói chứ nó có một hồi sáng, hồi lúc mà tôi ngồi tôi chờ bác gì, tôi coi cái đoạn phim đó mà tôi vô trễ đó, chứ tôi vô đầu tiên hết trơn mà. Vậy hả? Vậy hết hả? Dạ, sáng tôi vô đầu tiên rồi cuối cùng cái tôi coi đoạn phim là tại vì có một cái bài lão và về hưu năm mà mới 55 tuổi thôi. Mà bà chỉ có 5 triệu một tháng tới giờ này á. Vậy mà cuộc đời bà rất là tươi vui. Sao chứ bà nói là gì? Bà vui mừng là thứ nhất là bà không có là ràng buộc bởi con cháu. Còn mình thì ngược lại có cái gì khi mình quan điểm khác. Bởi bà nói cũng là hay. Bởi vì lý do bà đến nếu như á, mình giúp đỡ cho con cháu được thì không nói gì. Không được thì giống như mình phải làm nó phục vụ cho nó, làm ô xin cho nó. Mà không được thì nó lại phiền mình nữa. Thôi thì bà có một cái nhà nhỏ dạng tháng 5 triệu mà đủ sống. Bà giống tung tăng, bà coi như là bà hàng ngày bà không hề có một chiếc xe. Bà sống cái gì tôi coi là cái đời sống đó, ồ vậy cũng là cái hay. Còn thông thường chúng ta thì thường hay là đòi hỏi phải có thân bằng, quyến thuộc, phải có con cái được kia nợ. Nhưng mà mấy người được may mắn vậy? Thì thay vì bây giờ có những người họ thực tập ngay từ lúc họ vừa có ý thức á, họ thực tập họ buông. Cô thấy cái nhiều khi mình không buông được tới ngày nào đó mình đau khổ lắm. Nếu như mình may mắn con cái nó có hiếu với mình á, thì mình vui mừng đó. Rồi tới ngày mình ra đi á, hoặc là mình đi hoặc là nó đi, ví dụ vậy thì mình lại đau buồn. Gọi là ái biệt ly mà. Rồi ngược lại nếu như mình không may mắn gặp con cái nó bất hiếu, nó mắng nhiếc hay nó làm mình làm mẩy rồi mình cũng đã buồn. Cho nên trên đời này rõ ràng á, cuối cùng rồi mình đến thế gian này cũng một mình mà rồi mình ra đi cũng mình. Thành ra thứ nhất là giữa cô và mấy người em thì mấy người em xét lại coi mình có hạnh phúc ở chỗ nào, cô hạnh phúc chỗ nào, rồi ngược lại mình coi mình đau khổ chỗ nào rồi mấy người em đau khổ chỗ nào. Thật sự là mình xét lại thì thấy thì ai cũng có cái hạnh phúc và ai cũng có cái đau khổ hết đó. Nhưng mà nếu mình biết cái nào là hạnh phúc thì mình trân trọng cái đó. Rồi mình cứ sống vậy mà sống nhàn nhã cho trái cuộc đời mình thôi. Khi được cái này thì đừng quên rằng mình hạnh phúc cái này rồi mình đòi đi tìm cái hạnh phúc khác là không việc có. Rồi có nhiều người đã được cái này lại đi đòi cái khác. Cho nên đã được vô đầu tiên á, rồi cuối cùng không có cái gì hết. Người đau khổ, đau đầu hoàng, đau khổ mà bôn ba, trực tiếp cái bôn ba. Sao hôm nay gặp tôi chỉ nhắc nhở như đó thôi. Lâu lâu là cũng có duyên á thầy. Cái này là cái duyên á chứ. Vậy là Phật tổ đương chỉ cho cái duyên á chứ. Con nghĩ đây là cái duyên á thầy ơi. Thì lâu lâu thì nếu có cái cơ hội thì đến thăm, thầy nhắc nhở đạo cho nghe. Thì thôi chứ còn tôi làm sao mình tới giờ trả bà tới luôn. Dạ cứ việc bình thường. Rồi nếu các chị đến đây thì tôi nhắc nhở là dầu tôi là một vị thầy lớn, nếu là so với đạo là tôi cũng là tuổi đạo cao, nhưng mà tôi không có phân biệt cái điều đó. Tôi thích cái sự bình dân. Tới đây ví dụ như thấy thầy mời ăn cái gì ăn. Tôi sống theo người miền Tây và tôi giữ cho được cái chất của tôi là chất người miền Nam. Miền Tây là sống thật, không có chuyện mà giống sống để vui. Và rồi ví dụ như mời ăn cái tự nhiên ăn, còn tôi không mời là những cái đó tôi ít, hoặc là tôi không muốn mời. Ví dụ rồi ăn rồi tự nhiên dọn dẹp, tức nghĩa là sống như nhà vậy đó. Bây giờ mình qua đây xứ lại với người thì thật sự ra nếu như các vị mà quý cái đạo và nương tựa với thầy là nương tựa chỗ đó đó. Trước mắt cần có một cái ngôi nhà tâm linh là nương tựa một vị thầy nào mà mình đừng có sợ hãi. Gặp cái thầy nào mình thấy sợ, giống như sợ cọp vậy thì thôi đâu có học được cái gì đâu. Rồi không biết cái gì cứ hỏi. Thưa thầy tại sao gọi đạo Phật, tại sao gọi đạo Phật, mà tại sao phải ăn chay, cứ việc hỏi, cái gì không biết cứ hỏi. Đó là mình nương tựa một vị thầy để mình sửa tâm sửa tánh mình. Rồi mình tới với thầy đó, mình coi như ví dụ như đối với đạo thì các cô gọi tôi bằng thầy, xin con là tiếng con nói với đạo. Nhưng nói với tôi thì tôi biết đạo rồi, tôi không bao giờ kêu các cô là con hay là gì cả. Bởi vì mình nếu mà tôi kêu ngược lại là tôi sai ạ. Tại vì tuổi tôi ngoài đời thì cũng đáng tuổi em, tuổi con các vị thôi. Nhưng mà các vị kêu bằng thầy xin con là đối với đạo. Tiếng con nó biểu trưng cho ba ngôi tam bảo, mình kính quý như vậy đó. Cái thì nó như vậy, cho nên tôi muốn có những người sống thật. Thành ra chị đây, tôi về đây hơn một năm, gần một tháng, 26 tới thì đúng một năm một tháng. Còn bây giờ bữa nay mới có 10 tây à, thì mới có một năm 10 ngày, 14 ngày. Thầy mua qua đây cũng có một mình thầy thôi hả? Đúng rồi. Tức là ở từ Việt Nam thầy qua Mỹ. Qua đây cũng trôi nổi đúng rồi. Rồi từ ở bên kia về cái nhà ngược trở về đây cũng là một mình. Đi một cái vòng cũng là một mình. Còn thân nhân ở Việt Nam không thầy? Dạ thưa con. Ba mẹ anh em còn đầy đủ. Tại vì tôi đi qua cái diện tôn giáo, nhờ đi tu mới có duyên của chư tứ mẹ, chứ còn không đi tu thôi không bao giờ. Có như được tới Mỹ, đây là cái ơn của chư Phật. Vậy hồi đó thầy qua thầy ở chùa hay là sao, hay là tự mình hồi xưa tới dụ giờ tôi cũng quen với mấy cô nè, mấy cô Việt Nam. Thấy tôi nói chuyện với cô cũng mến. Qua mới nhờ mấy thầy ảnh qua, nhưng mà cái giai đoạn nó khó khăn quá, mấy thầy không có dám lãnh những người lạ, nhất là người miền Nam. Cô biết ở đây đa phần là Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi không à. Miền Nam đâu có mấy chùa đâu. Họ thật sự đã nói đi nói lại với ai cũng còn phàm quá, họ đâu bao giờ là cái người ngoại lãnh dùng miền của họ không à. Nhưng mà may mắn tôi có một cái đền, họ làm giấy để họ lạnh mời qua dùm thôi. Rồi vô tình nữa sao tôi ra cái cô Mỹ đen đó, cô thấy thì cô cho đi. Cho nên cái gì cũng cái số. Rồi cho đi thì qua tới đây. Mà khi qua tới phi trường Lót đó, thì gặp cái người mà đóng dấu cho tôi vào nhập cư á, thì nhập cảnh đó, thì nó là lại là người Việt nữa. Lại người Việt. Cho nên ông mới nói là tại sao bao nhiêu cái hộ chiếu, cái passport, cái visa mà có mình tôi đã khác lạ, là ra vào Mỹ được có một lần à. Cho nên thầy muốn gì thầy phải tính. Họ nói vậy là mình hiểu rồi. Vô tình vậy tôi phải ở lại cái rồi cái đền nó bị kéo. Rồi bắt đầu tôi cũng trôi nổi tràn thân cho tới làm được cái tờ sau 5 năm. Mà quý qua đâu, hồi xưa thì cứ nghĩ qua Mỹ thì nó rụng tiền đô cho cái rụng với lá mùa thu vậy đó. Bởi vì bà nào bên đây về cũng nổ banh và làm ngô ấy. Đúng rồi đó. người nào giờ nó cũng nổ mới làm, chứ còn mấy bà mà gọi là giờ làm ai cũng muốn qua, làm ai cũng qua, nó tụi con lo hết cái thầy được kia nọ, mình nghe tưởng thôi. Nhưng mà khi qua, khi đã vậy là phải ở lại. Mà tôi đã xuống với trường đó tôi chỉ có 75 đô la thôi. Vậy cứ nghĩ là qua đây là thôi thì thiếu gì Phật tử, ai cũng ta nói ta có điều kiện này kia mà. Nhưng mà qua gọi lần đầu ta mất mát, là thứ hai ta nói thừa dạ dạ giờ con đi xa rồi, rồi ở cứ con này ở đứa con kia rồi. Tức là dần già ráng làm ta được giấy tờ. Rồi khi được giấy tờ xong bắt đầu đi làm. Giờ đi làm thì cho nên nó mới có cái khoe rịch, nó có cái không mới mua được nhà. Chứ sao thầy chùa mua được nhà? Tất cả các thầy chùa ở đây mua nhà đều phải nhờ người đứng tên hết. Tôi nhớ điều nha. Chỉ có những người chịu thương, chịu khó đi làm thôi. Nhưng mà nhờ vậy mà 8 năm qua tôi làm thuế má đàng hoàng. Bây giờ mà tôi có bệnh tật gì là y tế rồi bác sĩ rồi lo con làm lắm là vậy đó. Dạ đúng rồi. Không xin gì có chính phủ Mỹ hết. Chỉ có cái giờ kẹt là mình lo không, cho nên là mình xin cái bảo hiểm thôi, sợ bệnh tật thôi. Thế còn hoàn toàn luôn hả thầy? Trời ơi, tôi biết tiếng Anh đâu mà thi thôi đó, tôi thi 3 năm rồi đó mà đâu biết đâu giờ mới được. Ủa thầy, nếu mà thầy ở bên này cái bằng lái của thầy mình trên 20 năm á. Tôi mới 13 năm mà cô ơi thầy. 15 năm. 13 năm mà lại tôi 5 năm mới có thẻ xanh. Đó viện tôn giáo nó tính tôi là có thẻ xanh. Còn các vị là tại đi viện gia đình thì vừa bước xuống phi trường là có thẻ xanh rồi. Tính ngày đó rồi. Hai bên nó khác nhau không biết gì đó. Nó cho thi tiếng Việt mà có không? Nhưng mà trong cái bằng lái á, cái bằng lái của thầy á là phải từ 15 năm trở lên thì thầy sẽ thi được tiếng Việt. Không thì chờ đợi cũng được, chứ không lâu, nhưng mà giờ cũng đi học tiếng Anh chơi chút chút mới đầu đi học cái lớp ở ngoài SOS á. Dạ, dạ đúng rồi. Con vô xin vô quốc tịch cũng là SOS á. SOS đó chị. Nhưng mà con nói thiệt, về là cứ cắm đầu vô đi làm thôi. Thì vậy thôi chứ không phải dạy rất là dễ hiểu, nhưng mà cái thời dài đâu học. Đâu có học đâu, đơn xong cái về để cái bột để đó xong cái cắm đầu đi làm. Chừng tới hồi mà đi thi hỏi cái gì cũng không biết hết mình cái xong cái nói ủa người ta thì rất lý thuyết, người ta đậu cái thực hành, còn sau của cô á lại đậu cái lý thuyết. Đậu có thực hành mà đã rớt lý thuyết. Thế ra tại vì tôi có coi rồi mà tôi biết. Thôi rồi ăn thử miếng bánh đi. Dạ, chứ tự nhiên dạ, con tôi không có ăn người ta ho. Nếu thầy có xin thuốc uống rồi có, bác sĩ có cho, nhưng mà tôi nói tại tôi ho này là chuyện thường. Cái mùa này ai cũng bị cảm như đó. Đúng rồi, tại vì rất là nắng nóng. Dạ. Nó gói theo kiểu miền Tây đó. Cái bánh thôi. Mà thầy ở đây thầy nói là nếu mà cuối năm mình phải đặt sớm, lúc nào mới có thời gian làm đó thầy. Dạ thì bây giờ khoảng chừng qua Tết Tây cô nói rồi tôi liệu tôi làm. Qua Tết Tây vậy đó.